Mạch này chính là mạch radio AM FM của con radio cassette Bitton MBC 900K. Thì đây chính là cái thanh để chúng ta là xoay và nó kéo dò đài ha. Đó, cái cơ cấu xoay dây thôi. Rồi cái vị trí này nó thì sẽ đi theo cái tần số của cái mặt của máy cassette. Thì này là cơ cấu thôi. Còn đây nè, đây mới chính là cái bo mạch đây. Thì đối với cái dòng máy này nó xài cái con IC Toshiba TA8122 AN Japan 8818K. Đó, thì đây chính là cái con tụ xoay nè. Cái con tụ xoay này á, thì nó khác hoàn toàn với cái con tụ xoay của các cái dòng như là cassette Sony. Cái dòng này á, thì em nhìn thấy là nó cổ hơn nè. Đó, thì hiện tại cái bo mạch này còn hoạt động khá tốt. Nhưng mà là em chia sẻ lên đây á, để lưu giữ lại và cho các bác nào có gặp những cái bo mạch như thế này mà không biết những cái con IC hoặc là cần tra cứu những cái linh kiện như thế này nè, để thay thế sửa chữa đó, thì đây là một cái video khá là hay. Đây chính là mặt sau. Cũng khá là lâu rồi. Cách đây là 20 năm lận. Đây, cái dòng này chúng ta có thể là tinh chỉnh ở đây được. Còn đối với cái đời Sony á, thì chúng ta là chỉnh trực tiếp trên cái mặt này. Những cái con tụ kẹo, tụ gốm nè thì còn khá là tốt. Những cái dòng radio á, nó hay hư những cái tụ xoay này nè, và những cái tụ xoay này luôn. Còn cái con này đó thì nó rất là khó hư ha. Và những cái con thạch anh nữa, nó hư những cái con thạch anh. Còn lại thì gần như là nó khó hư lắm. Những cái công tắc như thế này thì tháo ra vệ sinh lâu ngày á, tiếp xúc kém, thì chỉ vậy thôi. Chúng ta là hư cái phần nào thì chúng ta dò phần đó ra để chúng ta xử lý thôi. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Nếu video này hay, mời các bác hãy cho kênh của em một lượt đăng ký cũng như lượt chia sẻ, và hẹn gặp lại quý các bác vào những video chia sẻ những cái radio cassette, những cái cách sửa chữa. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại.